Yo 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 yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình và mình đang rất nghiêm túc đây. Như vậy là chúng ta đã bước sang tháng 12 rồi. Ngày đầu tiên của tháng 12 cũng đã có khá nhiều thứ diễn ra. Vậy thì xin chúc anh em có một cái tháng thật bùng nổ và thành công. Không phải là tuần nữa mà là cả tháng luôn nhé. Để chúng ta có thể kết thúc năm 2023 này hoành tráng. Rồi, với ngày đầu tiên của tháng 12 này thì trong Genshin và Honkai Shoreu cũng đã có những cái shop reset và anh em có thể mua được cái phần tài nguyên trong đây. Chúc anh em may mắn với cái lượng tài nguyên này. Và đây là cái video mình sẽ theo sát về sự kiện The Game Awards. Đây là vòng 2 của The Game Awards và chúng ta đã kết quả rồi nha anh em. Và anh em thấy gì không? Chúng ta đang có cả Genshin và cả Honkai Shoreu nằm trong vòng 2 của Player Void. Mình xin nhắc lại rằng đây là thông tin chính thức từ trang chủ của The Game Awards nhé. Đây là thông tin chính thức anh em ạ. Cái kết quả này thực sự là mình thấy cũng khá là bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì trước đó thì đã có những thông tin, mình nghĩ là những thông tin về hè nó rất là mang tính chất câu view, giật tít về cái vụ Genshin và Honkai Shoreu không thể vào được top 10. Mặc dù là phải cạnh tranh với những tựa game rất là khủng khiếp khác nhưng mà chúng ta vẫn có thể lọt được vòng 2 của Player Void. Và vòng 2 Player Void thì đang được ghi ở đây đó là 2/3, thời gian còn lại là 1 ngày 14 tiếng nữa. Vòng 2 vẫn thể lệ như cũ, 100% fan vote sẽ quyết định kết quả. Ở vòng 2 này thì chúng ta có thể vote cho tới 5 tựa game nha anh em. Nó không được 10 như trước nhưng vẫn được 5 tựa game. Như vậy là nếu như anh em muốn vote cho cả Genshin Impact và Honkai Shoreu hoặc là các tựa game khác yêu thích của anh em thì anh em vẫn có thể làm được. Nếu như anh em không vote được thì anh em có thể ấn vào đây sau đó đăng nhập lại nhá. Unseen account xong rồi đăng nhập lại giống như lần trước mình làm ấy. Rồi nếu như vẫn không bấm được vào Genshin hoặc là bấm vào Honkai Shoreu được thì anh em phải bấm vào một tựa game khác. Mình ví dụ như là Cyberpunk, sau đó thì mình bấm remove vote. Lúc đó thì nó sẽ cho anh em vote. Có thể là một cái lỗi kỹ thuật nào đó thôi, nhưng mà đó là cách để anh em có thể tiếp tục vote cho cái tựa game này. Lưu ý quan trọng đó là sau khi chọn xong anh em phải bấm submit vote. Bấm xong phải đợi một lúc để nó hiện ra cái pop-up như cái trong video trước mình hướng dẫn ấy thì mới là ok nhá. Không bấm là không được đâu. Mình nghĩ là cần phải vote lại đấy, bởi vì là cái vote trước của anh em vào vòng 1 ấy thì đã có nghĩa là có kết quả rồi. Đây là kết quả chính thức rồi. Về vòng 2 thì chúng ta sẽ phải vote lại. Và mình đã vote cho Genshin và Honkai Shoreu rồi nhá. Đúng rồi, khi nó nhảy ra như thế này là đã thành công rồi này. Vòng 3 thì sẽ được mở vào ngày 4 tháng 12. Và trang chủ thì anh em có thể thấy cái phần đếm ngược của The Game Awards này. Còn khoảng 6 ngày nữa thôi thì nó sẽ bắt đầu nhá. Khá là thú vị đấy. Và kết quả thì mình nghĩ là rất đáng mong chờ với cả Genshin và Honkai Shoreu được đề cử. Khi mình theo dõi cái vụ The Game Awards này thì mình để ý rằng là cũng có những cái trang tin đăng tải về vụ việc này. Nhưng mà họ đăng tải một cái thông tin mình thấy rằng nó rất là sai sự thật ấy. Không biết anh em có theo dõi không, nhưng mà mình hy vọng là anh em không đọc những cái trang tin này. Bởi vì theo mình thấy thì những cái trang tin này giá trị tham khảo, giá trị thông tin của nó là vô cùng thấp. Tất cả những gì họ làm là giật tít câu view để mục đích kiếm tiền thôi. Ví dụ một trang tin đã đăng tải rằng là Honkai Shoreu gây thất vọng vì không thể lết vào được top 10 của The Game Awards và đã bị loại khỏi cái vòng 2 của Player Void. Trong khi thực tế thì anh em biết rồi đấy, mình vừa mới điểm ở đầu video xong, đó là thông tin chính thức từ The Game Awards thì có cả Genshin và Honkai Shoreu nằm ở vòng 2 của Player Void. Rõ ràng cái trang tin này đăng một cái thông tin hoàn toàn sai sự thật. Điều đáng buồn đó là những cái trang tin này đăng tải thông tin vô tội vạ, họ không kiểm chứng thông tin này, họ không lấy thông tin từ nguồn chính thức. Đơn giản là thấy những thông tin có thể gây tranh cãi, thu hút sự chú ý của người đọc thì giật tít để làm bài viết kiếm tiền thôi. Và một điều khá là bất ngờ mình tìm thấy nữa đó là cùng một người đăng một bài viết này thì họ lại đăng một cái bài viết khác về chuyện là Genshin cũng không thể vào được top 10 và giật tít rằng là con số bết bát không thể tin được. Nhưng mà tới khi có kết quả của Player Void vòng thứ 2 thì họ lại tạo thêm một cái bài viết khác đổi giọng rằng là Genshin chiến thắng thì kết quả không quá bất ngờ. Nhưng mà vẫn không quên vẽ thêm cái cuộc chiến giả giữa cộng đồng Honkai Shoreu và Genshin Impact. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và những cái tin tức dạng như thế này thì nó bủa vây người đọc rất là nhiều. Không chỉ có trang vừa rồi mà có thêm trang khác nữa. Cũng giật tít rằng Genshin không thể lọt vào top 10 trò chơi yêu thích nhất tại The Game Awards. Đây chắc chắn là tin giả rồi anh em, bởi vì sự thật nó hoàn toàn không đúng như vậy. Thật sự là người đọc cần phải rất cảnh giác và tỉnh táo trước những cái trang tin tức như thế này. Đọc tin tức mà đọc mấy cái trang vừa rồi thì mình nghĩ là dân trí chỉ có đi xuống thôi chứ không thể nào đi lên được. Không biết anh em thấy sao nhưng mà thật sự mình thấy quá thất vọng với cái kiểu đăng tin đăng bài kiểu này. Những tin tức kiểu này theo mình thấy cái tác động của nó khá là lớn, nó khá tai hại đấy, bởi vì chính mình đã gặp cái tình huống đó là người đọc không có kiểm chứng, tin mù quáng vào những cái tin giả này rồi đi công kích các cái trang khác. Tiêu biểu như vụ một trang thống kê doanh thu banner bị tấn công bởi một cái nguồn tin lá cải khác. Xin được quay trở lại với Player Void và The Game Awards. Thì với cái độ cạnh tranh khốc liệt trong cái bảng Player Void này, với tựa game rất là khủng, với lượng fanbase không thua kém gì Genshin và Honkai Shoreu, anh em có thể thấy rằng là để tranh được cái top 1 thì rất là khó khăn đúng không? Nhưng cũng rất là bất ngờ bởi vì sau khi xử lý vote thì chúng ta lại thấy rằng là cả Genshin và Honkai Shoreu đều nằm ở trong vòng 2 này. Như vậy thì rất có thể là những tựa game khác họ đã sử dụng những cái vote không hợp lệ cho nên đã bị loại đi.
Kết quả vòng 2 đó là Genshin và Honkai Star Rail đã vượt qua những cả chục tựa game khác để bước vào cái vòng đấu rất là căng thẳng này. Cho dù kết quả của vòng cuối cùng nó sẽ như thế nào đi nữa thì mình cho rằng đây vẫn là một cái thành công đối với Genshin và Honkai Star Rail. Và đó là cái tát vào mặt cho những cái trang đăng tin giả này. Ok anh em, về cái vòng cuối cùng của Player Voice cũng như là kết quả của The Game Awards, khi có những thông tin nóng như vậy thì mình sẽ làm video khác hoặc là đăng tải trên các cộng đồng để thông tin đến anh em nhé. Ok anh em, vậy anh em nghĩ sao về những thông tin này? Em hãy để lại bình luận nhé. Để kết thúc cái đoạn video tin tức hôm nay về cả Genshin và Honkai Star Rail thì mình sẽ để đoạn cuối là cái trailer của Argenti. Sau khi mình xem xong mình thấy rất thú vị. Đây là trailer tiếng Nhật phụ đề tiếng Việt. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. わずかな距離に準備がある。叙勲騎士アルジェンティが誓います。準備を口させぬと。準備の騎士ってすごいの。宇宙の奥に悪鳥という古獣がいたそうです。その鱗は鎧のごとく、爪は新兵のごとく。だがその屍を穿つ騎士のランス、 宇宙の果ての地で。それならうちにもできるよ。おや、騎士の素質があり準備に憧れているのですね。ですがお許しを。僕は役目を担い銀河を一人歩く共に歩むことはできません。信念は揺らぎません。闇よ、ここにて止まれ。 僕が死しても消えぬほど準備の名を宇宙にとどろかせましょう。全てをイドリラ様に。どういうこと？あの光と再会するまで空にあるあらゆる美しさは僕が守り抜きます。宇宙のどこかでまたお会いしましょう。 で、彼は何をしに来たの？ただの通りすがりの準備の騎士だ。